Rồi bây giờ đi xem các bạn ha. Đi coi người ta làm. Sắp xong rồi. Gió rất là mát. Đây cái gạch, gạch này làm gì ta? À, cái gạch này như là lót cái hành lang á, cái phía bên này nè. Đó, trồng cây. Quá trời cây. Mình thấy nó sắp ra, nó tươi lên rồi các bạn. Đó, vài cái cây bắt đầu có lá rồi nè. Cái đi làm Tết á. Đi làm Tết là cái đó mà nó nói là vô gián hộp nha, chứ không phải là vô làm dọn dẹp đâu nha. Nó ý là em nói trước vậy đó. Đúng không? Ủa mà hồi đó sao chị muốn là không có làm công nhân ta? Chị em ơi, chị vào đây chị cần có thời gian buổi tối để làm việc nhà. Đúng rồi. Thế lại với lại công nhân mình á, để còn có 18 đến 35 đấy, ai lắm ở ấy đâu mà chị trong hồ sơ chị là 38 rồi, đến 2 rồi. 5 tuổi thì chắc không biết giờ, nhưng mà chắc đúng rồi, tháng này phải tăng ca nhiều. Ừ, đúng rồi. Chứ chị làm này có quen rồi phải không? Thấy mệt dữ không? Được đấy. Đi xuống đây coi nha các bạn. Đây. Đấy, bà Lết.
suốt ngày. Hả? Tập yoga. Đó giờ coi giao hàng. Giao ba lết. Quay trở lại hả các bạn ơi. Xong chưa chị? Xong chưa? Đó, hay là mấy cái chỗ này cháu 21 trồng cỏ các bạn. Cỏ. Rồi đây nói chung là còn mấy cái cây màu đỏ là hệ thống gì phòng cháy chữa cháy á. Ok, và chào tạm biệt các bạn nha. Và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.